Dạ, em xin chào anh chị nha. Em tên là An, em đến từ kênh YouTube Nhà đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay á, em có mặt tại xã Phú Nhuận anh chị. Xã Phú Nhuận thuộc thành phố Bến Tre nha. Hôm nay em sẽ gửi tới anh chị á là một nền biệt thự có diện tích rất là đẹp anh chị ơi. Đất đẹp nè, vị trí đắc địa nè. Anh chị xem đường nè, hai ô tô mình có thể tránh nhau được luôn nha. 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ vô thoải mái luôn. Đặc biệt là đường thông nữa anh chị. Đó, đường này là mình ra trường học cấp 3 Lạc Long Quân đó anh chị. Đó, mình về đi Mỹ Thành An được luôn. Dạ, còn siêu phẩm hôm nay em gửi tới anh chị đây nè. Có diện tích là 1.164 m². À, đất mình là hướng Tây Nam nha anh chị. Quy hoạch đất ở 100% luôn. Đất rất là đẹp anh chị ơi. Chiều ngang 14m, chiều dài là 80. Dạ. Dạ rồi, em quay chi tiết cho anh chị mình xem nha. Quay một vòng cho anh chị mình xem nè. Thật sự rất là đẹp anh chị ơi. Dạ, để em quay cho anh chị mình xem nha. Dạ anh chị ơi, siêu phẩm hôm nay em gửi tới anh chị là đây nè. Dạ, nhìn thích quá anh chị ha. Hướng này là mình đi ra cầu lộ cầu Nhà Việt anh chị. Tầm khoảng 150m là mình tới nha. Ngay đầu đường mình có cổng đình Phú Nhuận nha. Đó, mình đi khoảng 300m là ra được tới trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, mẫu giáo nè anh chị. Dạ, chợ, đó, ủy ban Phú Nhuận gần đó luôn. Đối diện đình Phú Nhuận nha anh chị, đất của mình á. Dạ, còn hướng này đi đường trường học Lạc Long Quân nè. Nền biệt thự hôm nay á là có diện tích là 1.164 m², chiều ngang là 14m nha anh chị. Chiều ngang từ cây trụ nè, đó, ngang vào tên đó là 14m. Hiện tại là mình sổ, mình có sổ sẵn luôn nha. Còn cái này là em cho anh chị xem. Cái sổ mình hiển thị đường đi nè, rồi tới cái rạch, rồi tới đất của mình. Cái rạch này á, chủ làm để xe ô tô mình thuê vô được thôi nha anh chị. Khi nào mà anh chị mình có nhu cầu mình để làm xe chịu trọng tải mà lớn á, mình có thể làm cống anh chị. Tại sẽ cái rạch này không thể lắp được nha. Rạch là nước lưu thông, mình có thể làm cống để mình sử dụng, mình làm nhà kho để xe tải mà trọng tải mà lớn anh chị có thể vô được ha. Dạ, sổ thì mình sổ sẵn ở đây, hiện thì đường đi nè, tới cái rạch nè, tới đất của mình ha. Dạ, 1.164 m², chiều ngang là 14, chiều dài là 80. Đất rất là vuông luôn, có rào lưới 70 xung quanh hết anh chị, nhìn ranh giới rõ ràng hết nha. Loại đất á, là đất trồng cây lâu năm, nhưng mà quy hoạch đất ở nguyên khu này luôn nè anh chị, 100% luôn nha, quy hoạch đất ở 100%. Dạ, đất như em thấy á là mặt bằng á, rất là cao rồi, sạch sẽ, cao ráo. Trên đất mình có hai căn nhà. Dạ, hai căn nhà để mà tùy vào mục đích sử dụng của anh chị á, mình có thể tận dụng lại để mình khai thác hai căn nhà này ha anh chị. Đó, mình có hai căn nhà. Còn ranh giới xung quanh thì có rào lưới hết rồi. Em quay sơ hai căn nhà cho anh chị mình xem. Dạ, nhà thấy gạch cũng còn rất là tốt anh chị, cũng còn mới lắm. Thuộc xã Phú Nhuận nha anh chị. Tiện ích thì xung quanh đất mình này, tầm có 200-300m là mình có chợ, trường học, ủy ban luôn. Rất là tuyệt vời anh chị ơi. Mình có thể mua mình làm nhà kho, nhà xưởng hoặc là công ty cũng được nữa anh chị. Công ty xí nghiệp nè, thì kho bãi, hoặc là mình cất biệt thự nghỉ dưỡng anh chị. Rất là đẹp luôn nha, hướng Tây Nam. Sổ sẵn hết, giấy tờ hợp lệ mua bán chính chủ luôn. Dạ, còn bên hông nè, bên hông hàng xóm mình trồng dừa thôi. Dừa mới nhỏ nhỏ vậy mà có lưỡi mèo anh chị. Dừa này chắc là dừa sim á. À, phía sau mình có đường thoát nước nữa nè anh chị. Dạ, có đường thoát nước nữa nè. À, tuyệt vời quá anh chị ơi.
Đây, ở dưới đất mình nhìn lên nè ha. Đó. Chiều ngang là 14 mét, chiều dài là 80. Bên đây có nhà hàng xóm nè. Hai mặt tiền nha anh chị. Một mặt tiền đường này nữa nè. Dạ. Đó. Một nền biệt thự rất là rộng luôn. Mà hai mặt tiền nữa. Tính ra giá của miếng đất này á là tầm có 4 triệu anh chị. 4 triệu, chưa tới 4 triệu nữa. Tính 4 triệu cho chẳng đi ha anh chị. 4 triệu lên một cái vuông. Đất thuộc xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre. Gần đường tỉnh 887 nè, gần chợ trường học Ủy ban Phú Nhuận nè. Đó. Vào trung tâm của thành phố á là chỉ có một cây số là vào trung tâm luôn rồi. Mà đặc biệt á là quy hoạch đất ở 100% nữa anh chị. Đây, căn nhà nè. Đó, anh chị mình xem nha. Hai căn nhà luôn. Dạ. Đất thì nè, anh chị xem nè, không phải đất bơm cát luôn nha anh chị. Đó. Lúc trước ở đây á, hình như là trồng dừa anh chị. Nè, anh chị xem rễ dừa không nè. Nên nền móng rất là chắc chắn luôn á. Cao hơn đất hàng xóm mình luôn nè. Sở mình thấp ha. Đất của mình thì cao. Cao ráo. Sạch sẽ, cao ráo. Quá đẹp anh chị ơi. Lúc mà nhận miếng đất này ngỡ ngàng luôn á anh chị. Quá là đẹp luôn. Có sổ sẵn hết nha anh chị. Sổ sẵn giấy tờ hợp lệ mua bán chính chủ luôn. Anh chị mình cần thông tin gì á, cần thông tin sổ thì kết bạn Zalo với em qua số điện thoại á. Em sẽ gửi thông tin cho anh chị mình xem. Dạ, đây mình tối còn có đèn đường luôn nè. Đường anh chị xem ha. Xe chạy xuyên suốt tối ngày luôn. Thì ô tô hai chiếc mình có thể tánh nhau được luôn á. Thoải mái ha anh chị. Đối diện đình Phú Nhuận. Nếu mà anh chị mình gần khu vực này, mình có thể trực tiếp mình đi xem đất á. Dạ, để mình cảm nhận anh chị ơi. Rất là dễ tìm. Từ ngoài cổng cổng chào Phú Nhuận á, anh chị mình đi theo đi vào xéo xéo trường mẫu giáo anh chị, mé bên tay trái từ ngoài đường tỉnh 887 vào nha. Mé bên tay trái á là mình có cái đường đường như vậy nè, đường bê tông. Đầu đường có hiện thị là đình Phú Nhuận. Anh chị chạy vô, chạy thẳng vô tầm khoảng 150 mét à. Đất của mình nằm mé tay phải nha anh chị. Chạy vô 150 mét là mình thấy đất nè. Đó, cho anh chị mình ngắm lại siêu phẩm hôm nay nè. Với diện tích là 1.164 m². Chiều ngang á, là 14 m. Chiều dài á, là 80 m. Loại đất hiện tại á, là đất trồng cây lâu năm. Trên sổ mình có hiển thị đường đi luôn anh chị. Đường đi nè. Đó, rõ ràng hết nha. Sổ sẵn giấy tờ hợp lệ mua bán chính chủ luôn. Đó, hướng của đất á, là hướng Tây Nam nha anh chị. Hướng Tây Nam. Dạ, quy hoạch đất ở thì 100%. Mà giá là chỉ có 4 tỷ 100 triệu. Giá để anh chị mình sở hữu ha. 4 tỷ 100 triệu. 4 tỷ 100 triệu anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. Tuyệt vời quá anh chị ơi. Dạ, mình thấy thích mình liên hệ với em qua số điện thoại nha. Bây giờ em sẽ đi từ đây nè. Em chạy ra ngoài một vòng cho anh chị mình xem những tiện ích xung quanh đây nha. Dạ mình đi thôi anh chị ơi. Đất quá đẹp anh chị ơi. Dạ. Diện tích lớn mà vuông nữa. Quy hoạch đất ở 100% luôn. Đây nhà văn hóa xã Phú Nhuận nha. Phía trước mình là cổng chào đình, cổng đình Phú Nhuận anh chị. Dạ, còn con đường nhựa này nè là lộ cầu Nhà Việt. Nếu mình quẹo trái nè, mình đi các vào các hôm tây nghỉ dưỡng đó. Đi vào trung tâm của thành phố Bến Tre luôn. Gần nhiều hôm tây lắm chị ơi. Đây trường mẫu giáo nè. Cúp đoạn này em chạy chậm cho anh chị xem. Nếu mình có con nhỏ đó, mấy em đi học cũng gần nữa anh chị ha. Mẫu giáo thì trường tiểu học sát bên luôn. Mình
không có thời gian mình đưa rước á, thì khi nào mấy em đi học về á, tự đi về cũng được đó. Rất là gần anh chị ơi, khoảng 100-200 mét à. Đây là trường học cấp 3 nè. Đó, trường học cấp 3 nha anh chị. Kế bên trường học là ủy ban dân nhân xã Phú Nhuận á. Còn đây là cổng chào nè, chào nông thôn mới Phú Nhuận. Còn con đường nhựa này là đường tỉnh 887 nha anh chị. Hướng này đi chị anh chị đi khoảng 200 mét á là tới được khu lịch Lan Vương. Đi hướng về Sơn Hòa, dòng Trơm, Ba Tri rồi á. Dạ bên đây thì vô chợ Phú Nhuận nè. À, phía trước mình là cầu Vĩ anh chị. Qua cầu Vĩ thì tới dòng xe Mỹ Nam. Đó, Mỹ Nam thì gần đi được cầu Mỹ Quá nè. Mỹ Quá thì phường 7, cầu Bến Tre 1, phường An Hội. Giờ đêm rồi anh chị, rất là tuyệt vời anh chị ha. Em cũng xin dừng video tại đây anh chị ơi. Chân thành cảm ơn anh chị đã xem đến cuối video nha. Anh chị mình nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video của kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ nha anh chị. Bye bye anh chị mình nha. Chúc anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe.